Phi Thanh Vân thay đổi nhan sắc dao kéo chống mặt từ khi vào showbiz. Từ năm 1997 đến năm 2016, diễn viên cô gái xấu xí đã trải qua các cuộc phẫu thuật mũi, ngực, nhuộm da nâu rồi lại tẩy trắng và căng da mặt. Mới đây, Phi Thanh Vân và người chồng trẻ vừa tuyên bố công khai ly hôn. Tuy nhiên, giữa cả hai khá căng thẳng khi liên tục tố nhau với dư luận. Được mệnh danh là nữ hoàng scandal, nữ hoàng dao kéo của làng giải trí Việt, nổi tiếng với những bài trả lời phỏng vấn gây sốc, với những phát ngôn bạo miệng và việc không thèm giấu giếm cơ thể dao kéo toàn tập của mình. Những năm qua, Phi Thanh Vân đã thực sự biến thành một hiện tượng khiến không chỉ giới nghệ sĩ mà công chúng cả nước nói chung phải đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác, gây sốc nhưng không nhanh tan. Năm 1997, ở tuổi 15, nữ diễn viên phải nắng lại mũi sau tai nạn. Đến năm 2003, người đẹp thực hiện phẫu thuật nâng ngực. 3 năm sau, cô lột xác với hình ảnh gợi cảm, nước da nâu bóng. Để có làn da mới, Phi Thanh Vân chia sẻ cô đã phơi nắng một tiếng ở hồ bơi hoặc bãi biển hàng ngày trong thời gian dài, đồng thời sử dụng các loại mỹ phẩm nhuộm da. Phi Thanh Vân là một trong số rất ít những người Việt chịu tắm nắng để có một làn da bánh mật. Năm 2012, sau khi ly dị chồng, Phi Thanh Vân tiếp tục bị chỉ trích trong cách mặc khoe da thịt thiếu tinh tế. Gương mặt cô có biểu hiện sưng ở má và mắt. Người đẹp từng thừa nhận phẫu thuật cắt mí để giúp to tròn hơn. Tuy nhiên, tới năm 2013, Phi Thanh Vân lại xuất hiện trước công chúng với hình ảnh búp bê, làn da trắng nõn, mái tóc vàng kim. Chuyển hẳn sang phong cách trẻ con dễ thương bằng những bộ đồ diêm dúa. Trong thời gian này, Phi Thanh Vân phải nhận khá nhiều nhận xét là cua sừng làm nghé. Tới năm 2015, Phi Thanh Vân bỗng xuất hiện trong một sự kiện với chiếc mũi có hình dáng khá bất thường. Sau đó, cô chia sẻ chiếc mũi của mình có dấu hiệu bất thường khoảng một năm nay do hết hạn sử dụng. Tôi đang ở trong những ngày tháng không vui do chiếc mũi có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Thời hạn phải phẫu thuật thẩm mỹ lại chiếc mũi là 10 năm. Hiện nay tôi đang ở năm thứ 9 nên có nhiều dấu hiệu khác thường từ chiếc mũi của mình. Năm 2016, sau 19 năm, Phi Thanh Vân có nhiều sự đổi khác so với thời thiếu nữ. Nhấn mí đồn cằm, căng da, sửa mũi, chỉnh hàm khiến khuôn mặt cô bị cứng. Ân Hoàng Phúc hết lòng yêu thương vợ và hai con trai. Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Ân Hoàng Phúc, Kim Cương khiến không ít người phải ngưỡng mộ và ghen tị. Nhắc đến Ân Hoàng Phúc, chúng ta không thể quên hình ảnh nam ca sĩ thời hào quang của 1080, rồi hoạt động solo với loạt ca khúc đình đám như Tôi Không Tin, Thà Rằng Như Thế. Nhiều năm trôi qua, dù hoạt động âm nhạc không còn rầm rộ như ngày xưa, nhưng Ân Hoàng Phúc vẫn có vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, anh còn được khán giả yêu mến và ghen tị với tổ ấm hạnh phúc bên người đẹp Kim Cương. Không chỉ hết lòng yêu thương bà xã và cậu con trai Quốc Minh, Ân Hoàng Phúc còn dành nhiều tình cảm cho bé Hân Phát, con riêng của Kim Cương. Mới đây, cả gia đình nam ca sĩ đã cùng Kim Cương và hai cậu con trai vừa thực hiện một bộ ảnh vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhân dịp đầu năm mới. Kể từ khi có quý tử Quốc Minh, cuộc sống của cặp đôi Ân Hoàng Phúc, Kim Cương thay đổi rất nhiều. Ân Hoàng Phúc còn tự nhận mình là ông bố bỉm sữa. Thực sự khi tự tay chăm sóc con trao như chuyện pha sữa, thay tã và tắm. Dù bận rộn công việc ca hát, nhưng Ân Hoàng Phúc vẫn luôn muốn san sẻ việc nhà cho bà xã của mình. Con trai cả của Kim Cương cũng rất da dáng anh hai. Hân Phát sống rất tình cảm, khi có đầy đủ mọi người ở nhà, Phát ít thể hiện tình cảm với em. Nhưng khi bố mẹ đi vắng, bé luôn quấn quýt bên em, cân nựng, chơi đùa cả ngày không biết chán. Ân Hoàng Phúc tâm sự về bé Hân Phát. Trong suốt buổi chụp hình, Hân Phát chính là cậu bé thân thiện, tràn đầy năng lượng và rất quan tâm đến em trai nhỏ của mình. Trường Giang bất ngờ hé lộ Trương Thế Vinh bị gái bỏ vì quá keo kiệt. Trên sân khấu hội ngộ danh hài, Trường Giang đã hé lộ chuyện Trương Thế Vinh vì quá keo kiệt, bạn gái xin tiền không cho nên mới ế đến tận bây giờ. Tập 4 và 5 của chương trình truyền hình Hội Ngộ Danh Hài sẽ lên sóng vào cuối tuần này. Sánh đôi cùng Chí Tài trong vai trò MC là Harry Won. Mặc dù không rành tiếng Việt, nhưng Harry Won vẫn cố gắng chúc Tết khán giả. Nghe Chí Tài chém gió về lý do gọi là Tết nhất, Tết đến, Harry Won không ngần ngại chê thẳng đàn anh,
Chí Tài tào lao, bị Harry Won đòi lì xì, Chí Tài cố tình đánh trống lảng, tự nhận mình không phải là người già mà là thanh niên sống lâu, và Harry tiếp tục đòi lì xì cho bằng được, đích đến thanh niên sống lâu phải lì xì cho thanh niên sống chưa lâu. Trường Giang vào vai chàng trai lười biếng, Chí Tài là thanh niên nghiêm túc, thích mặc đồ bông, và Trương Thế Vinh đóng vai soái ca của khu ký túc xá. Trường Giang chê Chí Tài là heo ca, danh hài sứ quản chỉ trích các bạn cùng phòng học sai ngành. Chí Tài đi học sumo chứ học aerobic chi. Trương Thế Vinh đáng lẽ phải học điện ảnh, anh chàng còn tự nhận mình học bóng rổ là vừa chiều cao. Bị chê cười, Chí Tài nhảy aerobic trên sân khấu nghiêng để thể hiện. Trường Giang khẳng định gu chọn người yêu của mình là khùng, điên, mập và lùn. Trương Thế Vinh bị Trường Giang phanh phui chuyện bị bạn gái bỏ vì quá keo kiệt. Dù bạn gái xin tiền để phẫu thuật chỉnh giọng hát làm ca sĩ nhưng Trương Thế Vinh nhất quyết không cho. Tiếp đến, Trương Thế Vinh tiếp tục bị lộ thông tin đời tư, đang hẹn hò cùng Lê Giang nhưng bị bỏ do không cho tiền Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ. Cô bé dân ca Phương Mỹ Chi xuất hiện trở lại trong hội ngộ danh hài với trang phục áo dài truyền thống màu vàng thêu hoa. Trong dịp năm mới thêm tuổi mới, Phương Mỹ Chi ngày càng chững chạc về ngoại hình. Trong lần trở lại này, Phương Mỹ Chi lựa chọn ca khúc Gái Xuân gắn liền với giọng ca ngọt ngào của mình. Trong dịp năm mới, hai chàng soái ca Thanh Duy, Đại Nhân song ca trong ca khúc Tươi Trẻ Xuân Xâm Vầy. Thanh Duy và Đại Nhân thể hiện thế mạnh với vũ đạo sôi động trong áo dài cách tân Hot Trend dịp xuân 2017. Được Duy Khánh chúc mừng sinh nhật, nhưng Trấn Thành lại đáp trả xéo sắc như thế này. Không chỉ thế, lý do mà Trấn Thành trả lời đanh đá như vậy khiến ai cũng phải bất ngờ. Duy Khánh và Trấn Thành được biết đến như là đôi bạn thân thiết của nhau trong làng giải trí Việt, đến nỗi cả hai từng dính phải tin đồn tình cảm. Mới đây, nhân dịp sinh nhật Trấn Thành, cô giáo Khánh đã có lời chúc mừng danh hài miền Nam nhưng lại nhận được lời đáp trả khá căng của Trấn Thành. Duy Khánh đăng tải một bức ảnh chụp chung với Trấn Thành kèm theo lời chúc mừng sinh nhật tới người anh thân thiết của mình. Chúc bạn sanh hần vui vẻ, nhiều sức khỏe và luôn được hạnh phúc, gặt hái được thiệt nhiều thành công hơn nữa nha. Tuy nhiên, ông xã Harry Won lại không xúc động cảm kích vì tình cảm của Duy Khánh mà lại mắng chửi anh chàng vì lỡ gọi đàn anh là bạn. Vừa đăng ảnh chúc mừng sinh nhật, Duy Khánh đã nhận được lời đáp lại khá căng của Trấn Thành. Con nhỏ hỗn láo, tôi bạn mấy người hả, sinh nhật cũng để tôi chửi hả? Nhận thấy được mùi nguy hiểm, cô giáo Khánh liền giải thích lý do vì sao gọi như vậy cho Trấn Thành. Phải nói vậy để báo chí đỡ cho em lên bàn mổ xẻ. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng nhanh chóng nhận ra rằng những lời của Trấn Thành chỉ có ý đùa vui. Ông xã của Harry Won đã không ít lần bình luận với thái độ hài hước như thế trên Facebook của Duy Khánh. Trấn Thành và Duy Khánh từng dính phải tin đồn tình cảm trong quá khứ. Tuy nhiên, cả hai đã lên tiếng phủ định và khẳng định chỉ là những người anh em thân thiết. Vì tương đồng trong tính cách nên thường xuyên tụ tập đi chơi cùng nhau. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Harry Won cũng dành cho ông xã những lời chúc đầy tình cảm và hài hước trên trang cá nhân của mình. Thưa chồng, chúc mừng sinh nhật chồng lần thứ 30. Chồng đã vào con số 3 đầu, vợ cảm thấy không còn cô đơn nữa. Harry Won không ngần ngại dành những lời lẽ ngọt ngào cho Trấn Thành. Chồng ơi, thương chồng lắm. Won bị đàn anh chê bai nhan sắc ngay trên sân khấu. Bà xã Trấn Thành đã bị Chí Tài chê da dẻ khô cằn, nức nẻ ngay trên sân khấu một chương trình hài. Từng được nhiều khán giả biết đến với vai trò nữ MC trong một vài chương trình cùng các danh hài, Harry Won tạo ấn tượng khó phai với giọng nói đặc trưng và những phát ngôn thẳng của mình. Mới đây, cô lại có sự kết hợp với danh hài Chí Tài trong chương trình Hội ngộ danh hài với vai trò là người dẫn dắt tiết mục. Harry Won cố gắng phát âm tròn trịa tiếng Việt để gửi lời chúc Tết đến khán giả. Vẫn là một Harry Won nghĩ gì nói đấy, nữ ca sĩ tiếp tục khiến khán giả cười ra nước mắt khi phát huy thế mạnh của mình. Nghe Chí Tài chém gió về lý do gọi là Tết nhất, Tết đến, Harry Won không ngần ngại chê thẳng đàn anh Chí Tài tào lao. Bị Harry Won đòi lì xì, Chí Tài cố tình đánh trống lảng, tự nhận mình không phải là người già mà là thanh niên sống lâu, và Harry tiếp tục nhây đòi lì xì cho bằng được. Tết đến, thanh niên sống lâu phải lì xì cho thanh niên sống chưa lâu. Trong một câu chuyện dẫn dắt về tình yêu, Chí Tài hỏi Harry về mẫu người chồng lý tưởng.
Nữ ca sĩ người Hàn không ngần ngại đáp ngay, đó là người lãng mạn và yêu thương em suốt đời. Cô dường như đang miêu tả về Trấn Thành. Ngay lập tức, Chí Tài tạo tình huống ngay trên sân khấu khi ngọt ngào cho Harry một cánh hoa hồng để thể hiện mình là một người đàn ông lãng mạn. Riêng về chuyện yêu đương, quan tâm nam danh hài đã thẳng thắn nhận xét bàn tay của Harry Won. Sao tay em nhăn nheo và khô cằn quá vậy, phải biết chăm sóc chứ, khiến nữ ca sĩ cực kỳ sốc và tuyên bố: thôi bỏ đi anh, em sẽ không yêu người đàn ông có tính đàn bà như anh đâu, khiến khán giả cười lăn cười bò. Bị gọi là đàn bà, Chí Tài ngay lập tức phản ứng: anh quan tâm và lãng mạn với em, mà em lại gọi anh đàn bà sao? Em muốn đàn ông mạnh mẽ, lo được cho em đúng không? Anh làm được. Nói đoạn, anh rút ra một xấp thẻ ngân hàng cho Harry Won mua sắm, nhưng cũng đặt ra điều kiện: em muốn gì anh cũng chiều chuộng, nhưng với một điều kiện, phải đẻ cho anh một đội bóng. Harry Won tiếp tục từ chối: em thà ế còn hơn lấy chồng như anh đó anh Tài. Được hỏi về kỷ niệm thời đại học, Harry Won khẳng định: năm nhất em học, năm hai học, năm ba học, năm tư vẫn học, sau đó học mãi. Thì Chí Tài lém lĩnh: năm một anh không học, năm hai cũng không học, năm ba không học, bởi vì anh có đầu tú tài đâu mà học. Ngay sau đó là tiểu phẩm hài về câu chuyện của những chàng sinh viên đại học.